có nhiều bế tắc, nhiều hoạn nạn cho đất nước chúng ta, cho giáo phận chúng ta, cũng như cho gia đình chúng ta. Kinh tế đất đai làm ăn khó khăn, một nhóm lợi ích nào đó đã thu tóm hết tiền của nhân dân, và các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang theo nhau phá sản. Để hạnh phúc hơn và để an bình hạnh phúc hơn, đòi hỏi chúng ta cũng phải cộng tác với nhiều sáng kiến hơn. Đặc biệt với tư cách là người công giáo, chúng ta cũng như Thánh Phaolô mời gọi làm sao tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện gì làm phiền lòng người kia thì trước thềm năm mới và theo lời giáo huấn của Thánh Phaolô, chúng ta mở rộng tấm hồn, mở rộng tấm lòng để tha thứ cho nhau và giúp nhau bước sang một năm mới an hòa hơn, hạnh phúc hơn. Điều kiện kinh tế gặp khó khăn, nhưng nếu trong điều kiện kinh tế đó mỗi giây liên quan giữa các thành viên của giáo xứ, giữa các thành viên của gia đình chúng ta được nối kết, được cải thiện, thì chúng ta vẫn hưởng được một bầu không khí an hòa và hạnh phúc hơn. Xin chúc cho giáo xứ Thanh Xuân, một giáo xứ mà hôm nay đã bắt đầu giai đoạn mới trong hành trình bước theo Chúa, và như chúng ta đã đọc trong văn bản bổ nhiệm, văn bản thành lập giáo xứ, kể từ đây giáo xứ Thanh Xuân cũng ngang hàng với tất cả những giáo xứ khác, chu toàn những bổn phận và nghĩa vụ và có những quyền lợi như giáo xứ khác. Đây là cơ hội để chúng ta đoàn kết với nhau, hỗ trợ ban hành giáo, ngõ hầu ban hành giáo có thể cùng với cha tân quản nhiệm, với các cha trong hạt đặc biệt thẳng cái tầm nhìn và tầm nghĩ của các môn đệ. Các môn đệ nghĩ rằng dân chúng chỉ đến để xin Chúa giảng lời cứu độ, và suốt 3 ngày thầy trò đã giảng rồi, bây giờ chuyện đời sống, chuyện giáo xứ chúng ta một ngày đẹp trời như hôm nay, và cái ngày đẹp trời đó vẫn tiếp tục trong tương lai của chúng ta, để vật may của Chúa, tình huynh đệ ấm áp và tình người liên đới sẽ luôn đồng hành với giáo xứ chúng ta. Và xin cầu chúc cha tân quản nhiệm cũng như ban hội đồng mục vụ giáo xứ mới sẽ luôn luôn đoàn kết với nhau, chia vui sẻ muộn để thi hành được những gì mà Chúa giáo phận và giáo xứ đang trông chờ. Chúng ta chúc mừng giáo xứ mới, chúc mừng ban hội đồng mục vụ của giáo xứ, và cho cha tân quản nhiệm cũng kể với chúng ta bằng một tràng pháo tay to. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha cả làng, tức là trong lòng các tín hữu nên để thờ thiêng liêng của người, và xin người kết hợp lời kêu cầu của chúng ta và lời cầu cầu huynh đệ của các thánh, bởi vì một nhiệm đặc thánh cùng thống nhất là một nhiệm đặc biệt trong giáo hội chúng ta. Chúng ta xin
Nguyện xin Thiên Chúa đồng hành với cha trong sự